xúc động tâm thư văn toàn gửi công phượng sau ngày kết hôn cảm ơn và thật may mắn vì thanh xuân chúng ta đã gặp nhau tình bạn giữa văn toàn và công phượng luôn rất đặc biệt mới đây trên trang cá nhân tiền đạo nguyễn văn toàn đã có những chia sẻ vô cùng xúc động gửi đến công phượng người bạn thân lâu năm của anh đôi lời gửi cho bạn của tôi mày xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này và luôn luôn là cầu thủ yêu thích nhất của việt nam không biết hai đứa có thể đá cùng nhau trong một đội bóng bao nhiêu năm nữa nhưng hãy tận hưởng những khoảnh khắc và kỷ niệm khi hai đứa còn thi đấu trong một đội. Thật sự hạnh phúc khi thấy mày có thể tìm được người có thể hiểu mày nhất và có thể là Hậu Phương đứng sau mày để mày tập trung vào đá bóng, để đạt những điều mà tao với mày đều mong từ khi còn nhỏ. Cảm ơn và thật may mắn vì thanh xuân chúng ta đã gặp nhau và cùng gắn bó với nhau để chứng kiến khung cảnh đẹp thế này ở đám cưới của mày. Chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng. Công Phượng Viên Minh, 18 tháng 11 2020. Những ai theo dõi và yêu mến Công Phượng và Văn Toàn đều có thể biết được chuyện tình bạn sâu đậm của họ. Thuộc lứa cầu thủ tài năng của khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn và Công Phượng đã ở bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Họ ở chung phòng, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong và ngoài sân cỏ. Ở mùa giải tới, Công Phượng và Văn Toàn sẽ lại có dịp đồng hành trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Hình ảnh bộ đôi này cùng nhau chạy trên sân luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ.